Biden hay Trump, Trung Quốc chọn ai? Bầu cử Tổng thống Mỹ vẫn chưa ngã ngũ, nhưng nhiều nhà phân tích cho rằng với một trong hai ứng cử viên đắc cử, Trung Quốc vẫn sẽ là vấn đề ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nhà Trắng. Tuy nhiên, Bắc Kinh có thể rất muốn Tổng thống Donald Trump chiến thắng để lợi dụng chính sách nước Mỹ trên hết nhằm tăng cường sức ảnh hưởng trên toàn cầu. Bản tin đặc biệt của ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng phân tích chính sách Mỹ với Trung Quốc sẽ khác nhau như thế nào dưới thời ông Trump và ông Biden, cũng như nhìn lại những bê bối của hai ứng cử viên. Liệu mối quan hệ Mỹ-Trung trong tương lai có thay đổi? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Chiến dịch tranh cử của ông Trump liệt kê một số điểm cụ thể trong chương trình nghị sự quảng bá cho nhiệm kỳ 2. Dù phần liệt kê không đánh số thứ tự, bao tiền được xếp trên cùng của thông cáo gồm công việc, chính sách tiêu diệt dịch bệnh do virus corona chủng mới COVID-19 và chấm dứt sự lệ thuộc của nước Mỹ vào Trung Quốc. Theo đó, đối với Trung Quốc, chính quyền nhiệm kỳ 2 của ông Trump tuyên bố muốn chấm dứt sự lệ thuộc của Mỹ vào quốc gia châu Á này. Cụ thể, ông cam kết sẽ mang lại 1 triệu công việc của ngành sản xuất từ Trung Quốc trở về Mỹ. Trong đó sẽ hỗ trợ thuế cho các công ty mang sản xuất từ Trung Quốc trở về. Tuy nhiên, các công ty giao các công đoạn xử lý cho Trung Quốc sẽ không được ký hợp đồng liên bang ở Mỹ. Chính quyền ông Trump cũng đặc biệt nhắc lại quan điểm rằng Trung Quốc đã cho phép virus lây lan trên toàn thế giới và cam kết bắt Trung Quốc chịu trách nhiệm hoàn toàn cho việc này. Nhìn lại 4 năm đứng đầu Nhà Trắng, ông Trump với chính sách nước Mỹ trên hết luôn xem xét Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ trên toàn cầu. Cụ thể, ông Trump đã phát động cuộc chiến tranh thương mại lớn khiến Trung Quốc tiêu tốn hàng tỷ đô la, gây áp lực với các công ty công nghệ Trung Quốc. Về mối quan hệ với các khối đồng minh, ông Trump không những đã xung đột với Anh và Canada về các hợp đồng mạng 5G dự định ký với Huawei, rạn nứt quan hệ với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ông còn rút ngân sách khỏi Tổ chức Y tế Thế giới WHO, không còn mặn mà với đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Hơn nữa, ông Trump xác nhận kế hoạch rút gần một nửa binh sĩ tại Đức, tương đương 25.000 người do không hài lòng về chi tiêu quân sự của nước này. Trong cuộc phỏng vấn mới đây của Bloomberg với chính quan chức Trung Quốc, nhiều người muốn ông Trump thắng cử hơn ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden. Họ tin rằng nếu tái đắc cử, ông Trump sẽ tự làm mờ vai trò lãnh đạo của Mỹ trên sân khấu quốc tế, cũng như tiếp tục làm rạn nứt mối quan hệ với đồng minh. Nói cách khác, nếu ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, thì điều này có thể mang đến lợi ích cho Bắc Kinh vì Chủ tịch Tập Cận Bình đang cố tìm cách củng cố vị thế của Trung Quốc để trở thành một siêu cường quốc toàn cầu. Giáo sư khoa học chính trị và quan hệ quốc tế Ji-Kun Zhu tại Đại học Cornell, Mỹ cho biết nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Trump có thể trao cơ hội cho Trung Quốc nâng cao vị thế toàn cầu với tư cách quốc gia dẫn đầu ủng hộ toàn cầu hóa và hợp tác quốc tế. Nhiệm kỳ thứ 2 của ông Trump có thể giúp Trung Quốc có thêm thời gian để vươn lên trở thành một cường quốc trên trường quốc tế. Điều này được thể hiện qua việc Trung Quốc luôn tuyên bố sẽ ủng hộ thương mại tự do, giữ vững cam kết trong cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu và chia sẻ vaccine COVID-19 với các quốc gia nghèo hơn. Chuyên gia Philip DeCour tại Đại học Harvard, Mỹ còn đánh giá, nếu ông Trump tái đắc cử và mở rộng chính sách nước Mỹ trên hết, thì điều này sẽ giúp mang đến lợi ích lâu dài cho Bắc Kinh. Bên cạnh đó, chính sách này phần nào khiến cho đồng minh truyền thống quay lưng với Mỹ, tạo cơ hội cho Trung Quốc tiến tới. Mặc dù ông Trump luôn nói Trung Quốc muốn ông thất cử và ông Biden trở thành tổng thống, nhưng Bắc Kinh lại cho thấy họ mong ông Trump đắc cử nhiệm kỳ 2. Một số nhà phân tích cho rằng lãnh đạo Trung Quốc có thể đang âm thầm thất vọng lúc này, không phải bởi vì họ yêu mến ông Trump, mà vì viễn cảnh ông Trump trong Nhà Trắng thêm 4 năm nữa, hứa hẹn một phần thưởng lớn hơn. Chia rẽ trong nước, bị cô lập ở nước ngoài, ông Trump đối với Bắc Kinh dường như là hiện hình của quyền lực Mỹ suy giảm mà Trung Quốc hy vọng và mong đợi lâu nay. Tất nhiên Trung Quốc có thể tìm được lợi thế trong việc ông Joe Biden sẵn sàng tìm kiếm hợp tác trong những vấn đề lớn như biến đổi khí hậu. Nhưng ông cũng hứa hẹn sẽ làm việc để sửa chữa mối quan hệ với các đồng minh Mỹ, điều có thể chứng tỏ là hữu hiệu hơn nhiều trong việc kiềm chế tham vọng quyền lực của Trung Quốc so với cách làm một mình một kiểu như của Trump. Nhà phân tích chính trị Hua Bo tại thủ đô Bắc Kinh cho biết, chính quyền Trung Quốc có thể lo ngại ông Biden sẽ tăng cường gây sức ép về vấn đề nhân quyền ở Tân Cương và Tây Tạng. Bên cạnh đó, ông Biden có thể tiếp tục duy trì mức thuế đối với hàng hóa Trung Quốc nếu ông đắc cử. Khi đó, Bắc Kinh có thể sẽ phải nhượng bộ các yêu cầu khác của Mỹ nếu muốn các mức thuế được dỡ bỏ. Cuộc chiến thương mại với Trung Quốc hiện nay cũng sẽ không chấm dứt nếu ông Biden đắc cử. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhiều lần chỉ trích ông Biden nương tay với Trung Quốc nhưng đáp trả. Ứng cử viên Biden đã liên tục cáo buộc nền kinh tế số 2 thế giới này đã đánh cắp bản quyền sở hữu trí tuệ, tấn công mạng và có chính sách bảo hộ bất bình đẳng. Tất nhiên, ông Biden có thể sẽ mềm mỏng hơn với các đồng minh trong vấn đề thương mại.
Đầu tiên, nhà lãnh đạo này có thể sẽ phải cải thiện quan hệ với Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO sau những bất hòa mà Tổng thống Trump đã từng gây ra. Tiếp đó, Mỹ có thể sẽ đàm phán lại với châu Âu để dỡ bỏ hàng rào thuế đặc biệt lên sắt và nhôm, đồng thời chấm dứt tranh cãi liên quan đến trợ giá cho các tập đoàn hàng không Airbus lẫn Boeing. Đây là điều Bắc Kinh lo ngại bởi nó khiến Washington trở thành đối thủ cạnh tranh nguy hiểm hơn, đe dọa danh vọng bá chủ thế giới mà Chủ tịch Tập Cận Bình ấp ủ. Nếu Biden thắng cử, tôi nghĩ sẽ nguy hiểm hơn với Trung Quốc, bởi ông ấy sẽ liên kết với các đồng minh và chỉ mũi dùi về Bắc Kinh, trong khi ông Trump đang phá hủy các đồng minh Mỹ. Mặt khác, Trung Quốc cũng sẽ phải đưa ra các lập luận thuyết phục về các vấn đề bảo mật dữ liệu nếu muốn tránh các lệnh cấm vận gây thiệt hại nghiêm trọng đối với những công ty công nghệ của nước này. Washington xem Huawei là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng, đẩy mạnh vận động đồng minh cùng các đối tác loại tập đoàn này khỏi các dự án phát triển mạng di động thế hệ thứ 5, 5G. Về mặt chính trị, nếu đắc cử, ông Biden hầu như không thể đảo ngược được những chính sách từ thời ông Trump. Huawei đã nằm trong tầm ngắm của Mỹ với cáo buộc là mối đe dọa an ninh, ngay cả trước nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump. Cần nhắc lại là cả hai ứng cử viên Tổng thống đều phải đối mặt những cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến giao dịch kinh doanh và tấn công tình dục. Một trong những vụ tham nhũng lớn chính là vụ quý tử nhà Biden và Hunter Biden, bị nghi đã lợi dụng quyền lực của cha khi còn làm phó tổng thống để kiếm chác. Nghiêm trọng hơn, một số email lấy từ laptop Hunter đã nhắc tới việc chia phần cho ông lớn, mà nhiều người cho rằng đó là cựu phó tổng thống Joe Biden. Hiện tập đoàn này đã tuyên bố phá sản, nhưng một chuỗi email vào tháng 5 năm 2017 đã bàn bạc việc chia phần cho 6 người, trong đó 20 cho H và 10 cho H nắm giữ giùm ông lớn. H ở đây được cho là Hunter Biden. Đáp lại, ông Biden nói rằng chuyện con trai ông bị cáo buộc sử dụng tên tuổi của gia đình để làm ăn ở nước ngoài là một chiến dịch tuyệt vọng nhằm bôi nhọ tôi và gia đình tôi. Trước đó, tờ New York Post của Mỹ còn tiết lộ các email cho thấy Hunter đã kết nối ông Biden với một thành viên cấp cao tại công ty khí đốt Burisma của Ukraine vào năm 2015. Lúc đó, Hunter đang nằm trong ban quản trị của công ty này. Còn ông Joe Biden đang là phó tổng thống Mỹ. Tờ Wall Street Journal, một trong những tờ báo lớn của Mỹ, đã phát hiện ra rằng các văn bản và email không cung cấp bằng chứng nào cho thấy Joe từng sử dụng vị thế chính trị của mình như một phó chủ tịch hỗ trợ các giao dịch kinh doanh của Hunter tại Trung Quốc. Về phần tổng thống đương nhiệm Donald Trump, ông sẽ đối mặt với nhiều cáo buộc về gian lận thuế, bảo hiểm, làm giả tài liệu kinh doanh và bóp méo giá trị tài sản sau khi rời Nhà Trắng nếu ông thất cử năm nay. Cyrus Vance, công tố viên tại Manhattan, đã điều tra Trump và công ty Trump của ông trong hơn 2 năm qua. Cuộc điều tra ban đầu tập trung vào số tiền mà Michael Cohen, cựu luật sư của ông Trump, đưa cho hai người phụ nữ trước cuộc bầu cử năm 2016 để bịt miệng họ về quan hệ tình ái với ông Trump. Ông Trump đã phủ nhận điều này. Ông Trump cũng có thể phải đối mặt với một cáo buộc hình sự của Bộ Tư pháp. Một số chuyên gia về luật cho biết ông Trump có thể bị cáo buộc trốn thuế thu nhập liên bang. Dựa theo báo cáo của tờ New York Times rằng ông Trump chỉ trả $750 thuế trong năm 2016 và năm 2017. Ông Trump dĩ nhiên phủ nhận cáo buộc trên. Ông viết trên Twitter rằng mình đã phải trả hàng triệu đô la thuế nhưng được hưởng khấu trừ. Nếu ông Biden đắc cử, căng thẳng Mỹ-Trung sẽ tiếp tục kéo dài. Nhưng các nhà phân tích hy vọng sự khác biệt chính là nằm ở cách tiếp cận. Ông Biden đã cam kết làm việc với các đồng minh để gây áp lực với Trung Quốc thông qua các tổ chức đa phương mà ông Trump đã tránh xa. Hơn nữa, các vấn đề như biến đổi khí hậu hay ứng phó với đại dịch sẽ được hai nước bắt tay hợp tác. Tôi nghĩ chính quyền ông Biden sẽ không thay đổi nhiều chính sách so với người tiền nhiệm, nhưng ông Biden sẽ ít gây xung đột hơn về mặt toàn cầu hóa và thương mại tự do. Bất kể ai thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, chúng ta sẽ thấy căng thẳng Mỹ-Trung ngày càng gia tăng trong nhiều vấn đề, kinh tế, chính trị, địa chiến lược, nhân quyền và giao lưu nhân dân trong những năm tới. Video đến đây là kết thúc. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức thời sự trong và ngoài nước, cũng như những bản tin phân tích chuyên đề. Mời quý vị hãy cùng đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức của chúng tôi nhé.